Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang kiểm tra làm rõ thông tin đoàn khách Đài Loan Trung Quốc đi du lịch tại Phú Quốc phải thanh toán bổ sung một khoản $720 một người. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận được thông tin phản ánh về việc ngày 9 tháng 2 vừa qua, một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành của Việt Nam đón đoàn khách Đài Loan gồm gần 300 người tham gia chương trình tham quan tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình phục vụ đoàn khách, công ty này đã yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung một khoản $720 một người để được tiếp tục cung cấp dịch vụ du lịch hoặc sẽ dừng phục vụ chuyến tham quan của đoàn khách. Để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch và tránh các thông tin sai lệch về vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang kiểm tra làm rõ thông tin về vụ việc trên và có thông tin chính thức tới các cơ quan truyền thông, báo cáo về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Lễ hội Chùa Hương Hà Nội, một trong những lễ hội lớn nhất cả nước, được tổ chức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Lực lượng an ninh địa phương đã sẵn sàng để đảm bảo an ninh, an toàn lễ hội Chùa Hương. Tại tất cả các ngã đường dẫn đến Chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức đều tăng cường lực lượng phân luồng để tránh ùn tắc giao thông, hướng dẫn xe ô tô vào bãi. Năm nay, đò được đưa về Hợp tác xã Vận tải Du lịch Chùa Hương quản lý nên sẽ không còn tình trạng cò chèo kéo, tăng giá đò, không còn tình trạng chở khách suốt đêm như mọi năm. Theo dự báo, khai hội Chùa Hương vào mùng 6 Tết sẽ có khoảng 5 vạn khách. Các tổ ứng trực 24/24 để tiếp nhận, giải quyết tin phản ánh tiêu cực, tội phạm và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự. Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, chấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm như trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các tệ nạn xã hội. Công an Gia Lai vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Với thủ đoạn sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, các đối tượng đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư, người nước ngoài, kết bạn làm quen với các nạn nhân. Sau đó trò chuyện rằng đang làm việc tại vùng xảy ra chiến tranh, có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền, cần người tin tưởng để nhờ giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục về Việt Nam sinh sống. Sau khi đồng ý, sẽ có các đối tượng khác giả danh là nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế. Công an liên lạc với nạn nhân, yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối lộ thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Đường dây này thực hiện cách thức lừa đảo này ở nhiều quốc gia châu Á. 7 ngày Tết Nguyên đán, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có một vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 3 vụ trung bình và 11 vụ cháy nhỏ thiệt hại không đáng kể. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai hiệu quả công tác chữa cháy, cứu được 3 người. Để đạt được kết quả này có sự góp phần không nhỏ của những người lính cứu hỏa. Họ đã luôn túc trực trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ trong dịp Tết vừa qua. Một bốn xin nghe. Chị báo rõ lại cái địa chỉ ạ. Tôi thấy cái cảnh báo cháy ở đây là hiện lên địa chỉ là ở đường số 6. Rồi chúng tôi rõ, tôi sẽ điều động lực lượng phương tiện đến. 14 gọi Thủ Đức. Nghe. 14 báo là hiện đang có cháy số 6, đường số 4. Thủ Đức cho lực lượng phương tiện đến chữa cháy. Tại trung tâm thông tin chỉ huy 114 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, những ngày Tết, tất cả những thông tin sự cố cháy nổ hoặc tai nạn đều được tiếp nhận nhanh chóng. Chúng tôi chia làm 3 ca trực, 1 ca gồm 6 đồng chí với tinh thần trực là cao nhất để đảm bảo có thể tiếp nhận đầy đủ các thông tin báo của người dân về tai nạn sự cố để chúng tôi kịp thời xử lý. Thì tinh thần chúng tôi làm việc là gác tất cả các công việc gia đình lại để tập trung cao nhất cho công việc trực cao điểm Tết. Sau khi tiếp nhận các thông tin cháy nổ, tai nạn, những người lính cứu hỏa đã thần tốc triển khai công việc để có thể tiếp cận sớm nhất hiện trường nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Đặc biệt là khi nhận tin thì đơn vị phải xuất xe nhanh nhất có thể để bảo vệ, chứ không cần phải qua công tác về xác minh rồi hay là công tác nắm tình hình nữa. Chúng tôi thường trực 100% quân số, đảm bảo đầy đủ lực lượng để sẵn sàng chữa cháy khi có sự việc xảy ra. Trên tinh thần lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo cho việc vui xuân của người dân
trong những ngày Tết Giáp Thìn không để xảy ra cái sự việc cháy nổ và bảo đảm một cái Tết an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung công tác hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn. Qua đó, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các chương trình, chuỗi hoạt động đón chào năm mới và Tết Nguyên đán 2024, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Ô nhiễm kênh rạch là một trong những vấn đề môi trường vô cùng nhức nhối tại thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết những dòng kênh rạch đều bị bức tử bởi nước và rác thải. Một nhóm các bạn trẻ đã cùng nhau thành lập một biệt đội lội bùn dọn rác dưới những dòng kênh đen ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm miệt mài, hơn 1.000 tấn rác thải đã được thu gom và góp phần phủ xanh hơn 100 tuyến kênh rạch trên địa bàn. Một con rạch thoát nước trên đường Tô Ngọc Vân, thành phố Thủ Đức. Rác thải phủ kín mặt kênh, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Dù là thời điểm Tết, nhưng hàng trăm bạn trẻ của nhóm tình nguyện Sài Gòn Xanh đã có mặt để chuẩn bị thay áo mới cho đoạn kênh này. Đây là những bạn trẻ trong độ tuổi 18 đôi 10, có điểm chung là tình yêu đối với thành phố và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ban đầu chỉ có 2 thành viên. Đăng tải những cái clip, tụi em đăng tải những cái clip trên mạng xã hội thì được các anh chị, các cô chú ủng hộ nhiệt tình quá, rồi dần dần tụi em phát triển lên thì từ 2 lên 20 người, lên 50 người. Giờ thì hiện tại thì bên nhóm tụi em đã có hơn 400 bạn tình nguyện viên và đã thực hiện hơn 100 buổi ra quân trên và làm sạch 70 đến 80 con kênh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thu gom hơn 1.000 tấn rác. Khi mà bắt đầu tham gia nhóm thì tụi em trước tiên là tụi em đã thực hiện một dự án tại trường. Thì cái dự án này tụi em đã cùng hợp tác cùng với Sài Gòn Xanh để mà dọn thông tuyến các kênh rạch. Thì thông qua dự án đó em đã cảm nhận ra được mọi người ở đây có một tinh thần nhiệt huyết và cũng như là có một tinh thần về yêu môi trường. Chị đã biết tới Sài Gòn Xanh từ rất lâu rồi và từ những ngày đầu thì chị cũng nói là ủa sao mấy bạn mời mình, tại sao mình không tham gia, mình không được tham gia, phải nói là được. Tại vì chị thấy cái thông điệp nó rất là hay và không phải là ai muốn làm thì cũng làm được. Giống như hôm nay mình muốn làm, mình tới đây nhưng mà khi mà mình đối diện với nỗi sợ của mình đó, thì mình cũng hơi chùn bước một chút. Các thành viên trong nhóm cùng nhau khảo sát các ao hồ, sinh lầy xung quanh những khu dân cư trong thành phố có mức độ ô nhiễm đáng báo động để lên kế hoạch chi tiết cho việc dọn dẹp. Sau đó sẽ phân chia thành các đội nhỏ tiếp cận từng vùng kênh rạch với mức độ rác thải phân bổ khác nhau, sao cho dễ dàng làm việc và đạt hiệu quả tốt nhất. Chỉ biết chứng minh bằng hành động của mình thôi, có nghĩa là mình phải tham gia nhiều hơn, mình phải sắn tay cho mình làm, chứ mình không còn dừng lại lời nói nữa. Nên là mong mọi người, nếu mà mọi người yêu thương cái môi trường của mình thì hãy bắt tay vào để nhặt rác, hoặc nếu không nhặt thì mình đừng có xả. Tụi em cũng mong muốn là được các mọi người đón nhận hơn. Mình có thể lan tỏa cái tinh thần yêu môi trường này tất không chỉ ở Sài Gòn nói riêng mà ở Việt Nam nói chung. Với tình yêu môi trường, hành trình xanh hóa những dòng kênh chết của nhóm Sài Gòn Xanh đã trở thành một trào lưu trên mạng xã hội, mang lại hiệu ứng tích cực, góp sức hồi sinh những dòng kênh chết. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email dangdoi.a.vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.